Chúng ta lấy dự ngôn để nói, làm ví dụ để nói. Trước đây thầy giáo nói với tôi, dự ngôn có ba loại. Loại dự ngôn thứ nhất rất chính xác, trong định nhìn thấy, thọ nhập định, cảnh giới trong định nhìn thấy là vô cùng chính xác. Một loại dự ngôn khác là lấy lý luận toán học để suy đoán, như dịch kinh, đó là dùng toán học để suy luận. Suy luận đến một lúc nào đó sẽ phát sinh điều gì. Loại thứ ba đó là linh, không phải chính quý vị. Linh bên ngoài có duyên với quý vị, mượn thân thể của quý vị để tuyên bố. Đây là ba loại lớn. Trong ba loại lớn là định lực của mình đáng tin nhất. Nhưng định lực mà họ nhìn thấy, ví dụ họ nhìn thấy chuyện một năm sau là một năm sau của ngày hôm nay, qua một năm sau, phải chăng chính là như vậy, lại đã biến qua. Những gì họ nhìn thấy là hôm nay, là thời gian hoàn toàn tương đồng. Nhìn thấy cảnh giới này, qua một năm sau thật sự là không giống nhau. Phải biết điều này là ý niệm của nhân tâm, ý niệm của tâm con người ngày ngày đều có tăng giảm thêm bớt. Thiện niệm nhiều một chút, ác niệm nhiều một chút, mỗi ngày không giống nhau. Nên cảnh giới bên ngoài nó xoay chuyển từ ý niệm. Do đây mà biết dự ngôn chỉ là khái lược, không phải rất tường tận, không thể tin tưởng. Đó không phải. Quý vị hiểu được đạo lý này có thể làm tham khảo. Không thể nói 10 phần xác định, như vậy quý vị sẽ không sai. Không thể có chuyện 10 phần xác định. Chúng ta từ trên Hoàng Nguyên Quang nói, sát na biển hòa, từng sát na đều đang biển hòa. Xưa này chưa có chuyện tương đồng. Toàn bộ vũ trụ đều là từ ý niệm nhân tâm xuất sanh vô tận. Câu này nói rất hay. Biến hóa vô cùng. Ý niệm con người chuyện tốt, xấu biến thành tốt. Ý niệm con người biến thành xấu, hoàn cảnh tốt cũng trở thành xấu. Đây gọi là gì? Phong thủy luân lưu chuyển. Phong thủy chuyển như thế nào? Tùy theo nhân tâm mà chuyển. Nhân tâm tốt, sơn hà đại địa ở đây kiên cố, không có thiên tai. Dự ngôn nhìn thấy, đó là gì? Chuyện lúc đó nhìn thấy, hôm nay nhân tâm không giống nhau, sáng sanh biển hoa. Nếu không phải địa thượng Bồ Tát, chỉ có thể làm tham khảo, không thể dùng nó để quyết định. Phương pháp đối trị chính là nghe mà không nghe. Tôi nghe được những lời này giống như không nghe thấy vậy, không bị nó quấy nhiễu, không bị nó ảnh hưởng, nâng cao cảnh giác chính mình. Sau khi nâng cao cảnh giác, tư tưởng hành vi chúng ta thay đổi, biến thành gì? Trở thành thuần tịnh thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện khiến cho tất cả cảnh giới không tốt đều trở thành tốt. Dự ngôn này đối với chúng ta có lợi ích lớn, ưu điểm lớn. Bất luận nó là thật hay giả, đều nâng cao cảnh giới chính mình,
nâng cao đức hạnh của chính mình, nâng cao trí tuệ chính mình, có gì không tốt? Đều là việc tốt. Đến ông Bố Lai Đăng người Mỹ đều biết. Quý vị xem, bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh, đoàn chánh tâm niệm, giống như trong Phật Pháp nói, không có gì khác. Không những có thể hóa giải thiên tai, mà còn đem đến cho xã hội, địa cầu càng thêm tốt đẹp, ngày càng tốt. Đọc sách hiểu lý lẽ, học Phật phải khai ngộ, không thể càng học càng mê hoặc, như vậy là sai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.